Chào các em, thầy tiếp tục hướng dẫn cho các em cái vòng số 2 của Nguyên Bích khối lớp 8 năm học 17-18 ha. Cái bài làm đầu tiên 12 con giáp heo ráp vô thôi các em, trừ 1 cộng 3 là thành 2, trừ 1 trừ 2 là thành trừ 3. Ngựa, hình thành cân ABCD thì góc B góc C sẽ phụ nhau cộng lại bằng 1.8. Tìm hai số bất tổng và hiệu thì cái góc C là góc bé hơn, lấy tổng trừ hiệu chia đôi là bằng 85. C bằng 85 thì D cũng bằng 85. Con trâu giá trị ít thỏa mãn cái này thì các em có thể dùng chức năng tìm ít cũng được ha. Ít bình trừ 5 trong V81 ạ, trong khoa học V81 ạ. Rồi. Ít nó sẽ bằng 3. Rắn hệ số của hạng tử bậc 2. Hạng tử bậc 2 thì mình lấy 1/5x nhân cho trừ 5x này là sẽ ra là trừ x bình. Đó là một chỗ xuất hiện được x mũ 2. Còn một chỗ nữa là trừ 3 nhân cho 3 là thành trừ 9 x mũ 2. Như vậy nó sẽ bằng trừ 10 x mũ 2. Vậy hệ số của x mũ 2 là bằng trừ 10 ha. Còn mấy cái chỗ nhân khác là không có ra x mũ 2 thì mình không có quan tâm. Con mèo cắt cho tứ giác ABCD các tia phân giác cắt nhau tạo thành tứ giác, khi đó tổng hai góc đối. Ta thử vẽ hình ra được rồi, ABCD này, tia phân giác góc thứ nhất, tia phân giác góc thứ hai, tia phân giác góc thứ ba, tia phân giác góc thứ tư. Đó. Đây là A, B, C, D. Cho tứ giác ABCD rồi. Như vậy là người ta hỏi tổng hai góc đối của cái tứ giác mới này nè là bằng bao nhiêu ha. Thì mình suy nghĩ thử coi. À, cũng đơn giản thôi các. Rồi, thầy có cái sơ đồ này hướng dẫn cho các em cho dễ nè. Thầy gọi đây là góc X thì phân giác là hai bên bằng nhau đúng không? Rồi phân giác hai cái Y này bằng nhau, ZZ bằng nhau, TT bằng nhau. Vậy là mình sẽ có gì? Mình sẽ có hai lần X cộng Y cộng Z cộng T thì sẽ bằng 360 độ. Chứ nữa, tổng bốn góc lớn. Rồi các em chú ý cái góc này là mình đang cần tính nè. À, mà góc này thì bằng góc bên cạnh đối đỉnh đúng không? Góc này hai gạch đi ha, thì bên này cũng là đối đỉnh. Vậy ta tính tổng hai góc này, tức là ta tính tổng hai góc này. Đó, mà cái góc này thì các em sẽ thấy là nó bằng 180 độ trừ đi tổng của x và y. Chỗ đó sẽ bằng 180 trừ đi tổng của x cộng y. Còn cái chỗ bên này thì là bằng 180 độ trừ đi tổng của Z và T. Rồi hai góc đó là phải cộng lại với nhau. Như vậy các em sẽ thấy nó bằng gì? Bằng 360 độ trừ đi tổng của bốn góc X, Y, Z, T. Không? Trừ đi tổng của X cộng Y cộng Z cộng cho T. Mà X cộng Y cộng Z cộng T là bằng 180. Lấy 360 chia đôi nè. Vậy dưới này là bằng 360 trừ 180 thì cũng bằng 180 nữa. Vậy thôi, đơn giản mà. Hình thang ABCD
Tìm thang ABCD. Các em vẽ hình ra đi. Thầy cũng vẽ ra. Nếu mà đơn giản thì thầy khỏi hướng dẫn, thầy chỉ nói bằng lời thôi. ABCD nè, hình thang vuông kia. AD bằng 90, AB bằng 11, AD bằng 12. Rồi thầy vẽ cái hình xíu cho các em dễ hình dung nha. Vẽ hình cho dễ hình dung. Rồi hình thang, hình thang vuông này. Đó, đây là A, B, C và đây là D. Hình thang này có AB bằng 11, AB bằng 11, AD bằng 12, BC bằng 13. Tính DC, tính DC thì từ B các em kẻ vuông góc xuống, đây vuông góc này. Như vậy cái chỗ 12 này nó sẽ nhảy qua phía bên này, bên này cũng bằng 12. Chỗ này thầy đặt tên là H đi. Như vậy là xét tam giác vuông BHC, các em dùng Pythagore, các em sẽ tính được HC là bằng 5. Chỗ này bằng 5 ha. Còn 11 trên này mình bê xuống dưới. Như vậy là 11 cộng 5 thì bằng 16. DC 16. Nhân vô là 6x bình cộng 3x. Đây, 6x bình cộng 3x. Còn cột, cái này dễ mà, thay vô thôi. Nó sẽ bằng gì? X mũ 3 trừ 4 x bình cộng 4x trừ 4 x bằng 3. Kết quả bằng trừ 1 nhé. Thay vô tính nó có gì suy nghĩ đâu. Rồi tổng 4 góc bằng 360, mà góc này 1 phần, góc kia 2 phần, góc kia 3 phần, góc nọ 4 phần. Vậy tổng số phần là 10 phần. Như vậy mỗi phần là 360 chia 10 là bằng 36. Thấy không? Mỗi phần là bằng 36 độ. Như vậy là góc A, góc A là 36 độ. Thì ghi đây đi. Góc B là 72. Góc C là 3 phần là 36 nhân cho 3 là 108. Hồi thầy chỉnh lại cho nó phù hợp hơn. Cuối cùng là nhân 4. 36 nhân 4 thì bằng 144. Rồi giờ thầy chỉnh cái hình cho nó phù hợp hơn nè. 36 là phải là góc nhọn. Mà các em để ý 36, 144, hình như hai góc này phụ nhau nhỉ, bù nhau nhỉ. 36 cộng 144 thì vô tình bằng bao nhiêu? 36 cộng 144 thì bằng 108 luôn. 72 cộng 108 cũng bằng 108 luôn. Như vậy là hai góc bù nhau, mà góc trong cùng phía. Như vậy là AB phải song song với CD. Vậy hình này phải là hình thang con chuột. Cho hình thang cân ABCD. Đó. Xuống đây đi. Góc A bằng góc AB là đáy, CD cũng là đáy. Góc A bằng 80 độ. Thì lúc đó là góc B cũng bằng 80. Góc B bằng 80 thì góc C sẽ lấy 108 trừ ra, vậy là bằng 100. Vậy ha, xong bài thi số 1. Ta qua bài thi số 2 các bạn. Bức tranh bí ẩn thì chắc dễ. Câu hỏi 3 trước đi. X bằng 3 ráp vô cái 10 nhân trừ 10 cộng 19 bằng trừ 81. Đây, cái này thì bằng 1, mũ 2 bằng 16 thì cũng bằng 1.
12 trừ 5 thì bằng 7, trừ 35 nữa thì bằng trừ 28. Đây, câu 8. Cái này là thấp nhất bằng 0 cộng 14, như vậy là giá trị thấp nhất của A sẽ bằng 14. Câu số 5. Câu số 5, thêm biến đổi bên trái là hàng đẳng thức số 7 đó, x mũ 3 trừ 1 sẽ bằng 5,11. Như vậy là x mũ 3 sẽ bằng 5,12. Giờ các em tìm coi số nào mũ 3 lên bằng 12. Thì trong khóa học V81 thầy có hướng dẫn nhanh về cái căn bậc 3 đúng không? Ta ứng căn bậc 3 của 5,12 thì nó bằng 8. 8 mũ 3 sẽ bằng 5,12. Câu 4. Cái này chính là x mũ 3 trừ 8 đó. Đây chính là x mũ 3 trừ 8 nè. Là thành 12 mũ 3 trừ 8 thì bằng 1,720. Ủa, ở đây không có đáp án à? Đề chơi ác mình rồi. Giá trị của biểu thức này, ồ đây đâu phải hàng đẳng thức đâu, chết. Đây đâu phải hàng đẳng thức đâu. Cái nhân vô thôi, nhân vô là tính bình thường chắc. X trừ 2 x bình trừ 4x cộng 4 x là 12, kết quả là 1000. Rút gọn cái này sẽ ra trừ 6. Hệ số của x mũ 3 ở đây không có, coi như là hệ số bằng 0. Rút gọn biểu thức này thì chắc chắn nó sẽ ra là 13. Các em cứ nhân vô đi, nó sẽ bằng 13. Vậy nhé. Số 3 đi tìm kho báu. Thầy sẽ hướng dẫn các em giải tất cả các cái ô trên này luôn ha. Cái này các em rút gọn nó sẽ ra là hình như chỗ này phải là 10x kia. 10x thì nó mới không phụ thuộc biến được, nó mới ra 4 được. Còn không sẽ ra 4 cộng 10x. Mà thường thường đáp số sẽ là một con số ha. Tổng các góc trong của một tứ giác lồi thì bằng 3.6. Đó là định lý rồi. Rồi, các em lấy 3.6 các em trừ thôi. 3.6 trừ cho 103 rồi trừ cho 105 nữa. Rồi góc C ngoài là 108, vậy góc C trong sẽ là 72. Trừ thêm 72 nữa thì ra 80. Vậy góc D trong là 80. Số các giá trị, ở đây sẽ có 3 giá trị. X là bằng 3 phần 2, với lại x bằng cộng trừ 3 là 3 giá trị. Hình thang vuông. Hình thang vuông. Thầy vẽ cái hình cho dễ hình dung nè. Hình thang vuông nè. Vẽ đại thôi nhé, không cần chính xác lắm đâu. A BCD hai góc vuông. AD thì bằng 8, AB thì bằng 7. Đó, 7. Rồi đây 7, đây 8. Góc ABC thì 135. Đó. Như vậy góc C là lấy 108 trừ cho 35 là sẽ ra 45. Đúng không? Hai góc trong cùng phía thì bù nhau. Đó là phản xạ thôi, không biết có giúp gì hay không. Từ B thì kẻ vuông góc xuống thì các em sẽ thấy là đây 135, đây vuông. Như vậy dưới này 45. Như vậy trên này cũng sẽ là 45. Tam giác vuông mà có một góc 45 thì góc còn lại 45. Vậy chỗ này sẽ là 90 các em ha. Rồi. Giờ số 7 trên này thì B xuống đây. B xuống đây nè. Đây là 7. Rồi số 8 bên này thì B qua. B qua đây là 8. Mà tam giác này vuông cân
45 vuông vuông cân, và dưới này cũng 8 luôn. Không. Rồi giờ người ta bắt tính cái gì? Bắt tính AC, nối AC lại. Kem dùng Pythagore trong tam giác ADC thôi. Đây 7 với 8 là thành 15 nè. 15 bình phương cộng 8 bình phương, không? Rồi lấy căn thôi. 15 bình cộng 8 bình 289, lấy căn 289 là ra 10, 17. Như vậy AC sẽ bằng 10, 17. Tiếp tục tứ giác ABCD có góc A 80, góc B 130. Như vậy nửa góc A sẽ là 40, nửa góc 130 sẽ là 65. Cộng lại rồi trừ cho lấy 108 trừ ra 75. Vẽ hình ra. Các em sẽ tính nó ra 75. Định lý tổng ba góc đó. Trong tam giác đó. Chữ số tận cùng thì bằng 1. Một mũ bao nhiêu cũng bằng 1 thôi nhé. Giải luôn mấy câu kia coi có câu gì khó. Ủa cái này dễ quá. Cái này các em giải bằng mấy cũng được. 6x 5x cộng 10x 2 trừ 3x 14 x bằng 1 kìa. Các em đăng ký các khóa học để vừa biết cách giải bằng máy, vừa biết cách giải bằng bằng toán tự luận học sinh giỏi nữa các em nhé. Vô buinnguyenluận.com. Tìm ít thỏa mãn cái này. Đây chính là hàng đẳng thức số 6 này. Ta có x mũ 3 cộng 7 cộng 37 thì bằng 0. Như vậy là suy ra là x mũ 3. Suy ra x mũ 3 sẽ bằng trừ 64. Thì x sẽ bằng trừ 4. Này. Trừ 4 mũ 3 lên mới bằng trừ 64. Này tự tính đi. Hình thang ABCD. Hình thang ABCD. Để xóa bớt mấy cái này. AB bằng BC. Rồi lưu ý hai cạnh này bằng nhau. AB nó bằng BC này. Đó. Thì thầy nối AC lại. Các em để ý một tam giác cân nhé. Góc BCD thì bằng 80. Thì các bạn để ý là cái góc góc này là x, góc BAC là x. Thì góc dưới này cũng là x. Bởi vì tam giác cân mà. Rồi cái góc x trên này lại là góc so le trong với góc ACD nữa. Như vậy dưới cũng bằng x luôn. Đó, thằng này bằng thằng này là so le trong, còn thằng này bằng thằng này là do tam giác cân. Vậy bắt cầu hai này bằng nhau, mà góc BCD thì lại bằng 80, như vậy góc BCA sẽ bằng 40, chia đôi mà. Cái này nhân vô thôi, không? 3 nhân 2 là 6, 6 trừ 3 là 3, 3 cộng 7 là 10, 10. Em tính lại tôi coi có sai không? 6 cộng 7 là 13 trừ 3 là 10. Cái này tự tính đi, như bằng 1 luôn hay sao? Thử coi, 5 trừ 2 là 3 nè. Nhân 4 nè là bằng 12. 12 cộng cho 7 trừ 15 là bằng trừ 8. Trừ 8 nhân 4 đúng luôn, bằng 1 kìa. X bằng 1. Hệ số của x mũ 3 là bằng 3. Trời ơi, hỏi dễ vậy. ABCD là hình thang. Thì góc A với góc D sẽ bù nhau. Lấy 108 trừ cho 115 là bằng 65. Nhân vô là 3x bình cộng 15x. Đây các bạn.
Rồi vậy các em nhé, các em đăng ký các cái khóa học giải toán trên mạng internet thì nó có ngay luôn, còn các khóa học thêm toán bám sát chương trình trên lớp thì vài bữa nữa thầy mở. Những em thầy còn nợ bài ở mùa hè và mấy cái tuần cuối đó, thầy sẽ gửi tiếp, nối tiếp cái chương trình trên lớp. Rồi tạm biệt các em, hẹn gặp lại ở cái vòng thi tiếp theo.